Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Em chào mừng bà con đến với kênh Đêm Sắt Đức Thắng nha bà con. Em với đồng bọn. Đó, đồng bọn em là những chàng trai trẻ mini không à. Em khoái chơi với trai trẻ không anh em ơi. Em mê trai chứ em không có mê gái. Nghe nó người ta gớm quá. Gặp gái nó miếng chạy dùng đó. Nó mê trai không mê gái. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Em với Tiền với Tài lên tiếp cho anh em mình con Mitsu 85. Cái này về toàn Mitsu không mà cũng muốn hết anh em ơi. Số lượng còn rất là ít nha. Cho bà con cũng như anh em tham khảo. Cái này về ngoại hình thì máy này nó đang thiếu một cái tum bu ly. Bên em mới tặng cho anh em bà con cô bác mình cái tum zin cho máy nè. Bị nó về là nó không có. Còn máy này là đặc biệt là nguyên zin luôn anh em. Bô lửa bô e đầy đủ, nhưng mà cái áo đó thì em không thấy có dây gió ở đó nè. Dây gió này thì nữa để em gắn cái dây gió lại cho anh em bà con cô bác mình nha. Cái này để em gắn em làm hoàn chỉnh lại cho bà con mình. Dây gió ai luộc con tán đâu mất tiêu không biết. Ai lấy mất con tán của em mất tiêu rồi đó. Cái này đó em thay dây gió em xử lý phần này lại cho anh em bà con cô bác mình nha. Cái thằng đưa nè. Còn máy thì em bao ghi anh em bà con cô bác mình nha. Ngoại hình máy thì về đây. Máy này là nguyên si mới rửa cái sọt luôn anh em. Mới rửa luôn á. Nó mới căng thiệt gì hết. Còn giờ em nè. Cái này em nào rửa chắc phạt cốc quá. Cái dòng này làm Mitsu 85. Cái tông là 82 ly. Dòng này là rất là mạnh luôn anh em. Anh em nếu mà có miếng đất bơm nước thì chừng cao khoảng 15 10 đến 25 công anh em xài mấy máy này rất là đã. Tại vì cái dòng máy này nó có bố dục. Với thứ hai nữa là cái dòng tua nó 2002 nên anh em xài những cái tu hít trong thôi, những cái đầu bò rất là lớn luôn, rất là mạnh. Và còn số bà con mua về gắn mấy cái máy chạc á, mình thay ở Tết 90 thì mấy này nó đáp ứng được hết nha nè. Dên dài chạy đi đường lầy rất là khỏe luôn. Nó chạy mà những cái vùng mà đất lúng á là rất là giỏi. Hoặc anh em cái vùng mà nước thấp mình chạy mấy tưới nước bằng mấy cái bơm nhân thể rồi hen, là mấy anh này siêu việt đó nè. Cái nơi là mình chạy tải ủi chẹt đó cũng rất là hay. Để em coi cái thùng dầu nữa. Thùng dầu thì cái nắp nó hơi xét nè. Nhưng mà được cái bù lại là cái thùng dầu ở trong nó đẹp anh em. Ở ngoài thì cái nắp nó xấu nhưng mà thùng dầu nó đẹp. Cái này là xấu khoe mà tốt che nè. Xấu thì đưa ra ngoài mà tốt thì giấu ở trong. Cái này thì có bóng đèn luôn mà em nghĩ chắc không cháy rồi, nó lung lơ lủng lưỡng giống như chú chín cây vậy. Da này dắt chạy kêu à. Này con có thử không? Nguyên xin anh em, đời này là xài bật đạn gió anh em ơi. Đặc biệt là mấy cái dòng này là nó rất là trâu bò luôn á. Nó khoái nó. Cái thứ hai nó rung. Anh em chạy nó cái nền nó im lắm, anh em nào mới làm dàn cầu thì chạy nó rung. Nó cái độ rung của nó ít chứ không phải giống như những cái dòng máy khác. Còn số seri của nó là 4777. Con số 43 số 7. Mấy cái co này nó rất là dày dặn, nó còn sáng luôn. Rồi giờ để em nhờ đài cái thằng cho anh em mà con cô bác mình tham khảo nha. Bô lửa bô e đầy đủ hết. Kết nước thì bên em bao nghe nè. Chúc mừng năm mới. Con chưa lên da đúng không con trai? Rồi chạy rồi con tay ơi. Nó không chạy thì một cái không chạy mình quay hai cái không chạy thì ba cái. ghê tiền ghê ha. Anh em nghe tiếng gốc dầu của nó chưa? Rất là đã. Nói gì nói với cái độ tuổi của mấy bé này thì quay những cái máy mà công suất nó lớn gì thì quay nó cũng hơi, nói chung là nó cũng hơi quá sức anh em. Nào nay có ba mấy ký à, 37-38 ký, quay mấy cái trăm không, nó chạy rất là im.
bị đập luôn. Anh em nhìn chung lại nè. Nghe tiếng máy chạy đã chưa? Chạy buồn như tiếng của bù tai vậy chạy. Nó thấy ghê, nó gầm đi chưa? Chạy buồn như tiếng của bù tai vậy. Cực kỳ đã luôn. Chưa thấy hơi còn thi nha nè. Nhắc nhờ con test lại cái nữa, con quay đứa nổi không tài. Con quay đứa máy này phải nói là cái tiếng nó rất là chắc nha nè. Tiếng nó rất là chắc. Để nhờ đứa cháu con tài nó quay lại test lại cho anh em mình coi cái ha. Cố lên con trai coi thử coi sức lực coi. Rồi, ok con. Nó tiếng cực kỳ chắc. Khẳng định cho anh em mình mua cái máy này chạy nó chắc thật luôn. Cái bác chờ bác chỉnh kìa. Bác chỉnh nó kìa. Chúng chỗ im chúng chỗ chịu đó. Rất là đã anh em chạy bon cho anh em cái dòng này nó chạy chạy bạc đặng gió nó chạy bon như cua tay chạy cái máy rất là đầm mà nó rất là mạnh nữa với cái dòng này cái giá nó hợp lý đó anh em. Dòng này công sức thì nó có bằng ở tới 90 nhưng mà nếu mà anh em mua có tới 90 bạc đặng bây giờ là tầm 9 triệu một cái. Cái máy này thì giá nó rất là tốt luôn. Ngày trước thì có một số bà con lo về linh kiện phụ tùng không có ha. Anh em nào mà gặp vấn đề bên máy mới xù 85, ví dụ muốn mua kết nước nè, mua nắp phim lắp nè, những dên nè, rồi bét nè, nói chung là sơ mi bạc có tông là bên em có bán hết rồi nè. Mới xù 85 nè, bây giờ đồ nó đầy hết rồi. Dòng này nó rất là bền. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái Mitsu 85 này em bán cho anh em là 6 triệu bao ship anh em. 6 triệu bao ship. Máy em bao zin, bao cách nước. Máy này thùng dầu nó đẹp. Còn số seri của máy này nãy là 4777. Còn con số 43 con số 7. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em ha. Em xin nhắc lại, cái máy Mitsu 85 này có số seri là 4777. Em bán với giá là 6 triệu bao ship. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em là 5 triệu rưỡi em bao ship ha. Có 5 triệu rưỡi anh em tự chở ha. Thì dòng máy này rất là nặng nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.